Ok, mình tiếp tục với, tại vì mất một cái đoạn phía trước rồi, mình quên mất record. Bây giờ mình đang record thêm. Cái đoạn này cũng được, không sao. Chỉ mới bắt đầu thôi, ok. Thì mình tiếp tục vô cái chỉ báo là của OSI. Thì OSI là một chỉ báo động lực, nó là tiếng Mỹ nó gọi là momentum á, được sử dụng trong cái phân tích kỹ thuật đo lường hay mức độ thay đổi giá của nó. Khi mà giá lên thì nó sẽ báo cho mình cái signal lên, và báo xuống thì nó sẽ báo cho mình cái signal xuống. Trong cái RSI thì nó hiển thị dưới cái dạng mà dao động từ 0 cho đến 100. Đó. Thì cái giá trị lớn nhất là 100 và giá trị nhỏ nhất là số 0. Và thường thường nó nằm ở cái giá trị mà từ mà lớn hơn 70 á, thì trong kỹ thuật đó, người ta thường hay gọi là quá mua, đó là overbought. Còn mà cái giá trị của nó đang nằm dưới 30 á, là thường thường mọi người hay gọi nó là quá bán, là oversold. Thì tiếp tục là cái MACD. MACD thường là cái là phân kỳ hội tụ trung bình động. Thì một chỉ báo động này theo động lực, theo cái xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình của giá. Thì ở trong MACD này á, nó có hai cái đường signal, thì nó có sự khác biệt so với OSI. OSI thì chỉ có một đường thôi, nhưng mà MACD thì nó có cái hai đường. Thì MACD nó có tới hai đường, một cái đường của nó là MACD, và cái đường thứ hai là đường signal. Đường thứ ba nữa là histogram. Cái histogram này á, là nó là một cái candle nằm phía dưới. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, mình sẽ chỉ cho mọi người biết là cái đường đó là cái đường đường nào trong cái MACD. Thì cái tín hiệu mà trong cái MACD á, cái tín hiệu mà giá đi lên á, thì cái đường MACD này nó sẽ vượt qua cái đường signal. Và cái đường giá mà nó đi xuống á, cái giá mà tín hiệu giá đi xuống á, thì cái đường MACD á thì nó lại đi xuống thấp hơn cái đường signal, nó cross under. Rồi tiếp tục là cái này. Tiếp tục nữa là cái đường EMA. EMA là cái đường trung bình cộng, được sử dụng để phân tích các dữ liệu bằng cách là tạo ra một loạt cái giá trị trung bình trong cái giá của stock hay là crypto, đại khái là option đó. Option thì nó dựa trên cái stock rồi. Thì EMA được sử dụng phổ biến nhất trong cái cuộc phân tích để dự đoán trong cái tương lai. Thì các đường EMA phổ biến nhất là EMA 20, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Thì bây giờ mình tạm ngưng cái chỗ này để mình đi vào cái thực tế trên TradingView để mình hướng dẫn cho mọi người cài. Thì ok, cài nhé. Thì đây là cái giao diện mà mình đang sử dụng. Bây giờ mình tạo một cái giao diện mới cho mọi người. Thì cái giao diện mới của nó là như thế này, giao diện trên TradingView là như thế này. Thì mọi người khi mà mọi người vô cái TradingView á, thì mọi người sẽ thấy như thế này. Thì không biết là lúc sáng á, là Maxim có nói mọi người đã tạo cái account của TradingView trước chưa, thì không biết mọi người có tạo hay chưa. Thì trước tiên thế này, mình đây là cái giao diện của TradingView ha. Thì để mà add được cái công cụ của nó vào á, thì mình sẽ có một cái indicator là bấm vào đây. Mọi người thấy cái mouse của mình không? Mouse của mình đây, bấm vô đây, indicator bấm vô đây. Thì mọi người bấm vô đây, thì mọi người bấm bắt đầu là OSI. Đó, thì nó ra, OSI thì nó ra đây. Là cái phần mềm này, click vào. Đó. Rồi tiếp tục nữa là mình bấm MACD. Đó, thì nó ra đây. Bấm vô MACD. Ok chưa? Rồi bắt đầu EMA. EMA thì mình lựa chọn cái EMA nào, giống như cái nãy mình nói là EMA 20, 50, 100 và 200. Thì hiện tại cái người mà đã viết code rồi là cái người đi đi swell đây. Anh chàng này đã viết code rồi, đã có sẵn lên rồi. Thì mình không cần viết một gì, mình tính viết lên để gọi cho mọi người, nhưng mà thấy anh chàng này anh có viết rồi nên mình không viết nữa. Thì mình bấm vô đây. Đó. Đó, hiện tại là như thế này đó, mọi người thấy không? Đó, đây là cái cách cài của trên TradingView. Cách nhìn cơ bản nhất để mọi người có thể sử dụng. Ok chưa ạ? Mọi người có theo kịp không ạ? Nếu đặt câu hỏi thì xin để nó ra hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đúng rồi.
Thì ai mà có question gì á thì tí nữa cuối giờ á khi mình giải thích xong á thì mọi người hỏi, lúc đó mình sẽ trả lời thêm nha. Bây giờ mình đang đang giải thích mấy cái này để cho nó smooth, nó hết luôn, nó đi thẳng luôn một một đường luôn cho mọi người dễ hiểu. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái chỉ số mà OSI nha, chỉ số kỹ thuật OSI. Thì bây giờ kỹ thuật OSI nè, thì đây là cái số dao động từ 100 à một từ 0 cho đến 100 nhé. Thì giá trị lớn hơn 70 thì gọi là vùng quá mua, thì giá trị nhỏ hơn là vùng quá bán. Thì bây giờ mình đi trực tiếp vô đây để mình giải thích cho mọi người. Đây, cái đây là cái OSI, phần mềm dưới đây OSI. Thì bây giờ mình đang coi trên cái mã của Tesla, thì đang coi trên mã Tesla, thì bây giờ mọi người thấy không, trong cái vùng đây là 69-70 nè, mà OSI của Tesla nó đã lên tới, đó là hiện tại nó đã là 85. Mọi người có thấy không, cái signal, cái số 85 nằm ở đây, ngay chỗ đây nè, mọi người nhìn đây nha, 85 nằm ở đây. Đó, thì đó là RSI của Tesla đang nằm 85. Thì 85 này á, nó lớn hơn 70 rồi thì nó được gọi là cái vùng quá mua. Thì cái vùng quá mua là cái vùng giá nó đang rất là cao, thường thường hay gọi, người ta hay gọi là đang trên đỉnh đó. Thì nếu mà ví dụ như mọi người mà không có xài ví dụ như RSI hay là MACD hay là EMA gì đó, thì mình giả sử đi ha, mình giả sử mình tắt hết mấy cái này đi. Đó. Thì mọi người chỉ biết rằng giá nó đang đi lên. Mọi người chỉ biết rằng giá nó đi lên, thì có một số trường hợp anh chị á, thì thấy giá đi lên thì thường thường á, mình sẽ nhảy vào mình mua thường mọi người hay nói gọi là FOMO á. Thì thật ra cái vấn đề này nó cũng đơn giản, tại vì lúc xưa mình cũng bị trường hợp đó rất là nhiều, mình cũng nhảy vào mua, dẫn đến cái việc thua rất là nhiều, tại vì mình chỉ thấy nó lên và mọi người cứ nhảy vào mua. Nhưng mà nếu mà không có mấy cái chỉ số này báo á, thì có một số anh chị á, mới á, thì không bao giờ biết. Nhưng mà đối với lại bản thân của mình với kinh nghiệm mà trading lâu năm á, thì mình biết được cái vùng này á, là mình chỉ có mua xuống thôi chứ không có mua lên. Đó, mua xuống thì khi mà đợi nó xuống rồi thì có dấu hiệu mà đi lên thì mình sẽ mua lên. Thì quay lại về cái vấn đề mà RSI tiếp, thì RSI nó đang là 85 đúng không, thì đó là gọi là vùng quá mua. Vùng quá mua này á, đối với những ai mà chưa mua thì đừng có mua, hãy lựa những con nào mà nó đang xuống hay thấp thì mình hãy mua. Ví dụ những con mà mình đang coi là con của mình đang thấp là CRTST. Đó, ví dụ mình coi những con này cho nó dễ nè. Đó. Đó, CRTS nè, thì cái con mã này nó đang rớt rất là nhiều. Thì mọi người thấy không? Mọi người thấy cái RSI của nó không? RSI của nó đang vùng ở dưới là có 12 thôi. Đó, nó rớt thấp nhất là 12 và hiện tại đang là cái vị trí là 18.16. Thì cái vùng này gọi là cái vùng oversold, là cái vùng quá bán á. Vùng quá bán tức là hết phân, nó bán ra rất là nhiều cái share, nó bán rất là nhiều cái share để cho nó đẩy cái giá xuống, đẩy giá xuống để dẫn tới cái việc option bị thua lỗ. Đó, thì đó là cái mục đích mà của hết phân thôi, nó có một cái cách đó. Thì bây giờ ví dụ như ở dưới đây thấp quá dưới đây, có ai thấp dưới đây, thì đây là cái signal, một cái là một cái tín hiệu để giúp cho mình biết rằng cái mã này nó đang rất là thấp, thì mình mua lên mình để đi. Ví dụ như anh chị nào mà mua share mà để long term á, thì mình mua ngay đây khi mà cái giá hiện tại của cái mã CRTS này á, là mới có giá của nó hiện tại là 16, thì mình mua để long term lâu năm á, thì giá nó sẽ đi lên. Đó, giá nó sẽ đi lên. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây á, là mình sẽ không bao giờ chắc chắn được nó đi lên hay không. Tại vì nếu mà nó đi xuống một lần nữa thì chỉ có dẫn tới trường hợp là cái công ty này nó bị phá sản thì nó sẽ không đi lên nữa. Còn nếu mà nó không có vấn đề gì hết bình thường á, thì hedge fund buộc phải mua cái share để trả lại cho cái thị trường, trả lại cho broker, thì giá nó sẽ đi lên. Thì đó là cái lý do tại sao mình hãy khuyên con này trên cái group của mình là mọi người cứ mua đi, mua để xong để đó long term nó sẽ lên. Bên cạnh đó thì mình cũng nhớ set stop loss nha, tại vì cái vấn đề là không có gì là chắc chắn hết. Ok, thì xong cái vấn đề gì OSI rồi, thì mọi người cũng đã giải thích, mình đã giải thích cho mọi người biết không, cái vùng quá mua và vùng quá bán. Ok, các bạn này bạn nhắn tin là ok.
Tại vì có một số bạn nhắn tin không có vào được. Ok, sorry mình thấy. Ok, sorry chị anh Võ. Tại vì mình nãy giờ nói chuyện mình không có thấy ở trên. Mới thấy cái message mình nó hiện ở trên phone mình thấy. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục á, là cái vấn đề á, là overbought, oversold xong đúng không? Thì mọi người á, để ý những anh chị nào mà mới mới chơi á, thì để ý cái vụ overbought, oversold. Khi mà overbought rồi á, là đừng có mua gì hết á, đừng có mua lên nữa, và cũng đừng có nghĩ là restart nó lên nữa, nó khó lắm. Tại vì theo nguyên tắc nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống, thì mình cứ overbought là mình bỏ ra, chờ nó oversold đi, chờ nó xuống dưới đi, vùng xuống quá bán đi, thì mình nên chọn nó để mình mua. Đây. Đó, đây thì đây là cái RSI, chỉ báo RSI. Rồi tiếp tục là bây giờ mình sẽ nói tới MACD. Mình giải thích về cái MACD. Thì MACD này á, nó không có cái gọi là cái overbought và oversold. Thì trong MACD nó có ba cái signal. Thì cái signal đầu tiên là cái đường MACD. Cái signal thứ hai nữa là đây là cái thứ hai là cái đường signal. Thì cái ba là histogram. Thì cái tín hiệu đi giá đi lên á, là MACD nó cross đường signal. À, cái đi xuống á, là MACD nó cross under cái đường signal, là nó đi xuống. Bây giờ mình đi vô trực tiếp cái trên đây nè. Mọi người thấy nè, mình kéo to lên. Ok, cái bây giờ mình coi vô cái setting nha, bấm vô cái chỗ đây mình setting thì mình thấy nè, cái đường MACD là cái đường màu xanh, cái đường signal là cái đường 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 màu cam, cái đường màu cam, cái đường màu cam, thì cái đường màu xanh đây, cái đường màu cam đây, thấy chưa? Đây thì mình đang coi cái khung ngày cho nó dễ nhìn. Thì mọi người nếu mà ai mà play 1 hour hay là 2 hour hay là 4 hour gì đó, 4 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng gì đó, thì mọi người cũng có thể bấm vô đó, thì MACD nó cũng sẽ y chang thôi, nó cũng có một cái đường chạy lên và đường chạy xuống. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho cái chỗ đây. Mình giải thích cái chỗ đây ha. À, mình giải thích cái chỗ đây. Anh chị xem nhé. Thì là mình sẽ tí nữa mình sẽ giải thích cho đây. Thì hai chỗ này á, thì anh chị nhìn xem chỗ đây nè, xem chỗ đây là khi mà cái đường mà MACD màu xanh á, nó mà vượt lên trên cái đường màu màu cam á, thì là cái giá đi lên. Mình đang coi ở dưới MACD thôi nha, mình chưa check trên giá. Thì bên cạnh đó thì mình nhìn lên cái giá, mình nhìn lên cái giá, mình sẽ thấy cái đây, giá đang đi lên. Giá đi lên thì MACD ở dưới đây cũng đã báo rồi, đi lên. MACD lên thì đó, lên tới đây. Nó chạy lên tới đây không? Lên trên đây xong rồi nó xuống cái đây nè, đó, cross under nè. Nó chạy xuống nè, nó chạy xuống dưới cái đường cam nè. Thì cái giá đồng nghĩa là giá đi xuống. Giờ này, đó, giá đi xuống nè ha, xuống, xuống. Đi xuống, thấy không? Nó xuống xong rồi đi sideways, đi sideways up lên cái đi xuống tiếp. Thì cái đường MACD này cũng vậy. Đi xuống xong đi lên, nó lên lại, mọi người thấy chỗ đây nó có dấu hiệu đi lên nè. Mình lên không được, nó tụt xuống luôn, nó tụt xuống luôn. Thì nó xuống đây xong tới ngay chỗ đây nè, cái vùng ở chỗ đây, tới ngay chỗ vùng ở chỗ đây, tới chỗ vùng ở đây thì nó xuống luôn tiếp, thì đi thẳng một lèo xuống dưới đây đó. Thì cái line màu xanh á, line signal á, thì nó đi thẳng xuống dưới đây. Mọi người thấy không? Thì nó thể hiện cho mình là biết rằng cái giá nó đang đi xuống. Thì nó khác trường hợp với là overbought và oversold, khác với lại MACD ở chỗ đó. Và cái MACD á là nó không có giới hạn từ 0 cho đến 100 giống như là RSI, mà nó sẽ có thể đi, nó đi rất là nhiều, nó đi limited luôn. Nó có thể được gọi là không có giới hạn, nó có thể lên hơn 100 và có thể xuống hơn 100. Thì để thấy được cái điều này thì mọi người sẽ thấy mình mở cái con BTC đi. BTC, tại vì BTC nó giao dịch lớn nên dễ thấy lắm. Đó, thì người thấy không, cái MACD nè,
đi lên tới, nó lên tới 4.580 luôn ha, máy đi maximum của nó lên 4.580, nhưng mà OSI thì phải lên thì maximum là 78 thôi, đó là khác biệt. Thì là OSI với lại MACD nó khác biệt ở chỗ đó, mỗi mỗi cái công cụ nó có một cái đặc biệt. Thì thường thường những cái trader mà day trade á, thì họ thường sử dụng MACD và OSI để họ coi, khi mà cái giá này đi lên á, thì họ sẽ vào họ là day trade, khi mà cái giá nó mạnh á, thì họ vào họ day trade, còn họ đi khi mà signal nó đang xuống yếu á, thì họ sẽ vào họ sẽ bắt đầu short sell đó. Đó thì là cái vấn đề mà mình đang nói về hai cái signal là MACD và OSI mình giải thích cho anh chị. Thì một lần nữa các mấy anh chị đi sâu á, và sau á thì mình sẽ nói lại luôn cái này. Anh Max xin chắc cho anh thêm bộ tiền của anh thấy sao? Ủa sao anh chưa thấy, anh đâu thấy nó báo vậy? Sao anh chưa thấy? Sorry. Để mình admin cho một người vào, nó sao không thấy, nó không hiện lên Dũng ơi. Mic theo mình có còn mic, còn ở trong quay mic không hề không thấy nữa. Ok. Thì xong mình nói xong cái vụ mà OSI rồi và MACD rồi, thì để mình lặp lại một lần nữa là anh chị bấm vào đây, bấm vào cái indicator này nhé, bấm vào cái indicator này rồi mình đánh vào OSI rồi mình click vào ngay đây đó, thì nó sẽ ra xuống dưới đây. Rồi xong tiếp tục đó mình bấm MACD, bấm MACD thì chọn MACD thì nó sẽ xuống dưới đây, nó ra dưới đây. Trong EMA thì mình chọn chọn cái EMA 20, 50, 100 và 200 thì nó sẽ hiện lên trên cái này đó. Thì cái này là đối với những anh chị mà mới bắt đầu làm quen với lại cái TradingView thôi, tạo account TradingView rồi vô mình sẽ add như vậy, rồi mình sẽ coi đây là những cái căn bản mà thường thường mà mọi người trade phải biết thôi. Ok, tại vì mấy cái này nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Nếu mà anh chị mà không biết mấy cái này á, thường thường mình nhìn cái biểu đồ cái chart mà trên, ví dụ như trên Robinhood đi, thì thấy cái chart nó chỉ có nhảy 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 liên tục trên một ngày thôi, là mình không biết được khi nào là mình nên mua và khi nào mình nên bán, thì rất là nguy hiểm. Nên cái tốt nhất á, là mình khuyên anh chị á, mấy anh chị á, là hãy tạo một cái account trên TradingView đi, thì nó mình xài đầu tiên là 30 ngày là miễn phí, thì sau đó nó có một cái gói là cho Pro, Pro Plus gì đó. Đó thì mọi người cân nhắc cái đó để mà mình xài để mình biết, thì nó không có đáng bao nhiêu hết để bảo vệ cái account của mình nha. Rồi tiếp tục nữa, ok, tiếp tục nữa thì mình sẽ nói tới cái đường mà EMA. EMA thì hồi nãy có thấy là EMA 20 nè, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Thì EMA này á, thì tại sao á, là gọi là EMA 20 và tại sao gọi là EMA 50, 100 và 200? 20 ở đây á, cái số 20, 50 ở đây á, là nó là cái đường trung bình cộng, nó đường trung bình, nó tính 20 candle cộng lại nó chia đều ra, thì nó sẽ là đường 20, là cái đường đây, là cái đường đây là đường EMA 20, cái đường đây đường EMA 20. Còn tiếp tục cái đường đây á, là đường EMA 50, còn đây với là EMA 100, và cái đường thấp nhất dưới đây là EMA 200. Thì mấy cái đường EMA này á, thì sẽ làm như thế nào để hiệu quả nhất? Thì cái đường EMA này nó là một cái cũng là một cái thông báo, một cái chỉ số thông báo để giúp các anh chị trader biết được á, là cái mã nó như đi như thế nào, trung bình của nó đang đi lên hay đang đi xuống. Ví dụ là cái đường 50 đi ha, 50 tức là cái đường đỏ đi. Cái đường đỏ thì nó chạy 5 20 thì nó sẽ chạy nhanh hơn là 50, 100 và 200. Đúng không? Thì mình quay lại cái chỗ đây đi. Cái chỗ đây cái thứ của nó nè. Cái thứ của nó đây. Mọi người thấy chỗ đây không? Cái thứ này. Thì zoom to là để cho người thấy hơn.
À, dùng to mình dễ thấy hơn là nhỏ quá, nhỏ quá chút để mình cũng to lên, mình xét cái này to lên. À, dễ thấy không? Vô setting đó mình bấm thôi, to lên thì dễ thấy, tại vì màn hình sẽ nhỏ quá không thấy đường line đó. Ok. Cái volume đi, volume từ từ nói sau. Cái đường màu đỏ nè, đường màu đỏ dưới đây thì đó, từ trên đây nó đang đi xuống thì nó thể hiện cái giá nó đang đi xuống nè, nó đang đi xuống thì nó sẽ vượt qua, nó đi xuống thấp hơn cái đường EMA 50, xong sau đó nó vượt lên. Khi mà nó thường thường cái giá ở đây là gì, cái đây nó vượt, khi mà một khi nó đã vượt lên cái EMA 50 hay là EMA 100 hay là EMA 200, khi mà nó để khi mà đã đi xuống rồi nó đi lên lại á, đi lên lại thì thể hiện là cái giá đi lên, mà khi nó cắt xuống thì thể hiện cái giá đi xuống. Thì cái signal của EMA á thì nó cũng giống như là cái signal của MACD à, thì giống như cái hồi nãy mình có giải thích là khi mà MACD nó cross, nó chạy xuống á thì nó sẽ là giá xuống, mà nó đi lên thì giá đi lên. Thì đường EMA này cũng vậy, EMA mọi người trade á, mọi người để ý á, là khi mà nó đi xuống, nó chạy xuống dưới cái là EMA 20, 20 xuống dưới 50 thì giá đi xuống, mà EMA đi lên hơn EMA 50 thì nó sẽ đi lên. Thì chỗ đây thì nó đi lên nè, nó đi lên từ dưới đây, nó đi lên trên này, nó đi lên hơn EMA 50, tại vì giá của nó không có đi xuống dưới EMA 100 và đi xuống dưới EMA 200 đó. Thì đây là con Bitcoin. Thì bây giờ mình quay với con Tesla, Tesla dễ thấy nè. Đó, Tesla nó EMA 20 nó đi lúc nào nó cũng đi trên cái EMA 50 hết. Thì đó là cái đó là cái dấu hiệu của Tesla đi, gọi đi sideways up á, và trend line up đó. Thì trong cái ngày mà 22 tháng 6 á, thì cái EMA này nó nằm ở dưới, nó chạy xuống dưới EMA 50, 100 và 200, sau đó nó đi lên, nó đi lên thì phải thể hiện cái giá chỗ đây. Mọi người thấy không? Giá đi lên là từ dưới đây nó đi lên cho đây. Đó. Đó. Nó đi lên trên đây, khi nó lên trên đây rồi thì mọi người thấy là cái signal đi lên thì nó có hiệu đi lên. Xong sau đó nó đi sideways up, sau đó nó đi lên tiếp. Nhưng mà nó không có đi xuống đường line EMA 2, EMA 50, EMA dưới cái đường im, nói chung là cái email lớn hơn nó không đi xuống dưới đó, thì chúng nó đi lên miết trên đây à, thì đang yên đây. Thì trong cái email á mà thường thường các trader thường hay sử dụng cái email gọi là email 200 á, là mọi người hay sử dụng cái đường đó là đường support. Khi mà thường thường họ vẽ cái công cụ mình trendline á, thì họ hay nghĩ rằng đó là cái đường support, tại vì support ở đây nói là nó đã rớt hơn 200 cái candle rồi, thì sau khi rớt đó thì nó sẽ có cơ hội quay lên lại. Thì thường thường họ sử dụng cái EMA 200 là cái đường support tốt nhất để họ có thể mua vào. Thì nó cũng giống như cái MACD gì đó, giống như là cái OSI vậy đó. Thì khi mà nó xuống overbought, oversold với oversold, xuống oversold là xuống vùng quá bán á, thì họ mua vào để chờ chờ cái ngày mà stock đi lên. À, thì giống như đây, thì bây giờ mình sẽ coi tiếp cái con COTS này này. COTS. COTS đã theo. Mọi người thấy không? Cái EMA 20 này, nó cross, nó đi xuống dưới đây. Nó cross, nó chạy xuống dưới cái đường EMA 50, 100 và 200. Đó, thì cái đường giá của nó hiện tại này, giá của nó hiện tại nằm dưới cái đường EMA 200 rồi. Đó, thì đây là một cái cơ hội, giống như hồi nãy mình có nói, đây là một cơ hội để lót xe và chờ thôi. Đó. Thì đó là mình giải thích cơ bản về cái vấn đề mà đường EMA, OSI và MACD. Thì sau cái này kết thúc cái vấn đề này á, thì không biết anh chị có cái thắc mắc nào nữa không, mình sẽ giải thích thêm và tiếp tục mình sẽ đi qua một cái slide khác.
Anh chị có thắc mắc nào trên cái cài đặt của Trading View hay là MACD, OSI hay là email không? Anh chị không thấy anh chị là thắc mắc đúng không? Ok vậy. À còn một cái vấn đề nữa, cái volume, mình nói luôn cái volume. Cái volume này thì chắc là mọi người cũng biết là đây là thể hiện cái số lượng giao dịch của con stock đó, của cái mã stock đó trong một ngày đó, hay là một candle. Mình đang coi khung ngày thì là hiện tại cái volume của nó là ví dụ như ngày hôm nay đi. Cái ngày ngày 26 là 2.652.000. Thì mình chuyển sang khung quanh 1 giờ đi thì cái số lượng giao dịch của mã này cho 1 giờ là 3.328 share cho cái lượng giao dịch. Đó. Ok, thì là tiếp tục ha, anh chị không có thắc mắc nào về cái vấn đề đó thì mình sẽ tiếp tục. Thì mình sẽ tiếp tục với cái tín hiệu nến. Thì cái tín hiệu nến thì mình sẽ giải thích trước cho mày. Cái nến khi mà đây là một cái nến gọi là ngày hôm nay thì nó sẽ là màu xanh, thì là mình giới thiệu là giá nó đang đi lên ha. Thì giá đi lên là sao? Thì giá đi lên thì mình sẽ định nghĩa thêm là khi mà cái thị trường nó mở ra thì cái open đó, open của cái nến này là nằm ở dưới đây. Đó, nó nằm dưới đây thì nó đi lên trên đây thì nó gọi là cái thang màu xanh này gọi là cái body. Và nó close ngay đây, nó close ngay trên đây. Đó, nó close ngay trên đây tức là cái dao động từ open cho đến close thì nó sẽ lớn một đoạn rồi đó. Thì là cái nến này nó màu xanh. À, khi mà trên cái đang trên đây là cái ngọn nến, còn dưới đây là cũng là ngọn nến. À, thì đây là cái nến màu xanh là cái giá trị của ngày hôm đó, cái mã đó nó tăng. Và bên cạnh đây á là cái giá giảm. Giá giảm tức là khi mà cái open khi cái market nó mở ra, con stock nó ví dụ như từ 100 đi, nó xuống open là nó mở ra từ 100 mà đi xuống dưới đây 90 á, mà nó đóng ngay đây á, nó đóng ngay dưới đây á là gọi là cái ngày hôm đó cái mã nó đã giảm. Còn dưới đây thì là cái ngọn nến đó, đó. Đây là ngọn nến khi mà nó cao nhất xong rồi nó thấp nhất. Thế thì bây giờ mình sẽ đi trực tiếp vô cái mã này luôn đó. Thì đây 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 là ngọn nến nè. Thì mọi người xem cái chỗ đây nha, cái chữ O là open nè, hai là cao nhất nè, hai cao nhất là cái ngọn nến đó. Cái giá nó cao nhất ngày hôm đó và low nhất thấp nhất à, rồi C là close. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái signal cái con chuột của mình vào đây thì mọi người sẽ thấy không? Cái open của nó là 96 là ngay đây. À, khi á, mà nó lên cao nhất á, là nó lên tới này là 119.11 và thấy không? Và thấp nhất á, là dưới đây. À, cao nhất á, là 2.121. À, cao nhất là 121. Khi mà cái giá của cái mã này đóng là tại cái ngay chỗ này đó là 120.21, thì ngày hôm đó là nó tăng 21 đô con COTS đó, là 21 đô. Và tiếp tục kế tiếp là cái candle kế tiếp là candle đây, candle màu đỏ, và hồi nãy mình có nói đây là candle đỏ đây đó. Thì nó open ra là giá là 115. À, nó nằm ngay chỗ đây luôn nè, ngay chỗ đây nè. À, mình thấy ngay đây ha, ngay đây anh chị xem ngay chỗ đây nhé, anh chị xem ngay đây, mình đưa chuột vào đây nó sẽ hiện lên hết thông số đó. Đó là 115, thì cao nhất của nó là 119 và thấp nhất á là 107. Là chứng tỏ ngày hôm nay á, cái ngày mà hôm bữa nó đóng á, là nó bị lỗ khoảng, nó đi xuống khoảng 9 đô tức là 7.95%. Đó, đó là cái vấn đề mà mình cái signal trên cái nến. Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ tới cái
các mẫu nến mà thường gặp. Các mẫu nến thường gặp thì cái này mình sẽ nói sơ qua thôi, còn để chi tiết mà sâu hơn á, thì hay là nhớ thì mọi người cần phải học để biết thôi, mình nhìn để biết chứ không, cái này cũng thật sự nó cũng không có quan trọng đâu. Đối với bản thân mình thấy nó không có quan trọng, nhưng cái này để mình nói để biết thôi. Mình đã biết cái mẫu nào gọi là mẫu là hammer thôi, mẫu nào là mẫu doji hay là infusion gì đó. Thì đây là một cái mẫu này, đây là cái mẫu để mình có post lên trên cái group thì mọi người xem. Đây là cái hammer, thì hammer đây nó biểu tượng giống cái búa vậy á. Thì trong cái trading thì người ta hay gọi là búa để đập đầu gấu đó. Rồi cái búa thì để đập đầu trâu đó. Bè là bùi đó, đại khái là như vậy. Người ta hay nói những cái thuật ngữ là như vậy. Thì vậy cái trong cái signal của candle này á, nó có chính xác hay không thì mình sẽ trả lời là nó sẽ không có chính xác, mình chỉ biết thôi chứ không có chính xác. Nó chỉ gọi là xác suất cỡ 50 thôi, nó không có chính xác lắm. Thì tí nữa mình sẽ show lên cho mọi người xem. Thì bây giờ mọi người để ý nha, cái này là cái mẫu hammer nè, cái này là shooting star nè, cái này là doji nè, cái này là infusion nè, cái là hammerme nè. Còn cái này cũng vậy, nó là cái hammer nè, shooting star đó. Cái đây là cái mẫu trên đây á, là mẫu là đi lên, còn mẫu này đi xuống thì mọi người cũng thấy hai cái nó lặp lại ha. Nên mình phải nói đó, là nó không có gì là chắc chắn cả. Thì cái này xem để biết thôi. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái mã, cái candle để coi. Được, mình tắt cái email. Đây là mọi người thấy cái candle này không? Candle này là dấu cộng nhỏ nè. Thì mình chỉ vừa làm coi này, đó là doji nè. Cái doji này thường thường á, nó thể hiện là giữa phe mua và phe bán. Hai phe đang gọi là có một sự cạnh tranh với nhau và không biết quyết định là con nào lên hay con nào không, biết quyết định là cái mã này cho lên hay mã này cho xuống. Thì cuối cùng á, thì cái mã thì cuối cùng á, thì bên cái phe mà phe mua á, thì họ cho đẩy lên cái giá đi lên. Đây cái đồ đôi chì nè. Rồi, tiếp tục là một candle khác, một candle thường thường mình hay coi candle doji nó dễ hơn, dễ thấy, tại nó dễ thấy. Còn cái hammer ok, mình sẽ tìm cái hammer cho mọi người xem, tại vì cái mã nào nó ở dưới đi lên hay hôm qua. Rồi, cái mã này hôm bữa nó hit cái bottom này, hit cái bottom đây mình sẽ cho mọi người thấy đây. Đây, mọi người thấy cái candle này không? Đây là cái hammer nè. Đó, cái hammer đó. Sau đó nó đi lên, giá đi lên tới đây. Đây một đường thẳng. Đây là cái hammer. Mọi người thấy không? Đây là cái hammer đi lên. Rồi xong xuống đây, cái signal đây ngay dưới đây thì nó cũng cái đồ chì nó lên đây nè, đồ chì nè, ở dưới đây nó sẽ quá nhiều, bị bán quá nhiều xong đi lên cái đồ chì này. Đó là cái candle. Đó, thì mình có nó sơ qua về cái mẫu về candle thôi, là để cho mọi người biết, mọi người dễ nhận dạng thôi. Khi mà mình try với mình biết rằng đó, khi mà cái mã đó nó đi xuống quá nhiều quá, mà nó đã có một cái gọi là cái candle của nó, gọi là candle doji hay là candle hammer gì đó, thì nó thuộc là candle chống để nó muốn đi lên. Tức là cái phe bán á, nó đang cạnh tranh với phe mua, và phe mua nó đang mua để nó chống lại để đi lên, thì hai bên nó sẽ có một sự cạnh tranh với nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái candle là doji. Rồi tiếp tục nữa là cái vẽ cái đường xu hướng. Cái slide cuối cùng là mình nói về cái đường xu hướng. Cái đường xu hướng ở đây là downtrend và uptrend. Và cái thứ hai nữa, thứ nhất là downtrend, uptrend, thứ hai nữa là support level, là cái đường hỗ trợ.
Còn cái đường thứ ba nữa là cái đường kháng cự. Thì cái này á thì vẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi trực tiếp vô cái mã này luôn. Thì khi mà mọi người open cái mở cái account trên view thì bấm vào bên phải này. Đó, sẽ thấy cái signal này. Đó, mở cái đường lên thì trong này nó sẽ có những cái công cụ vẽ nhiều lắm mà mọi người có thể vào đó tìm hiểu và khám phá. Thì cái này là cái trend line này, cái trend line là cái line để vẽ này. Thì mình vẽ một cái đoạn ngắn thôi cho mọi người xem rồi mọi người cứ theo dõi rồi. Và từ đó là mọi người cứ bắt chước vẽ theo là nó dễ lắm. Thì nó không có phải khó đâu, nó cứ đi trật ra cái line thì là mình biết rồi thôi. Ví dụ như là cái mã này đi, cái mã này để dễ vẽ dễ nhìn, để cho mọi người dễ nhìn. Thì cái mã này dễ nhìn đây. Mã dễ nhìn nhất là tìm là này thì nó có một đường, nó chỉ có một đường trend line thôi, đường trend line từ đây tới đây. Đường trendline thôi, đường trendline thì nó dễ rồi, trendline từ đây tới đây, nối từ đây tới đây thì nó dễ rồi, nó break out cái trendline là nó break out cái vùng resistance là luôn đi lên, nó dễ rồi, mình tìm cái mã nào nó dễ dễ vẽ hơn cho mọi người. UAL. Đây URL nè, URL thì có vẻ dễ nhìn hơn nè. Ok, bây giờ mình bấm vô cái line đi ha, mình vẽ thì mình vẽ cho mọi người hãy để ý vẽ cái short thôi, không cần phải dài đâu. Thì mình vẽ trong đường ngắn thôi. Bây giờ mình bấm cái line đi lên tới đây, mình lên tới đây, kéo nó lên, tiếp tục, cái đi lên tới đây, đi lên tới đây, thì mình biết rằng cái trendline của nó đi lên. Thì khi nó chạy ra khỏi cái line này á thì đồng nghĩa là nó được giá nó để đi tuột đi xuống, hoặc là mọi người có thể vẽ từ đây, đây là vẽ căn bản thôi nha chứ không phải là cái là cấp cao gì đâu. Thì mọi người cứ tập vẽ lần lần thì mọi người sẽ hiểu lên thêm thôi. Đó, cái line này đó, nó vẽ line thì cái giá của nó ha, mọi người thấy từ từ trong cái này mình vẽ đi xuống thì mình cho nó đi xuống miết thì nó chạy ra khỏi cái hai cái đường line của mình đây này đó, thì giá nó sẽ đi lên là mọi người biết nó sẽ đi lên đó, rồi trend line rồi cái đường mà gọi là hỗ trợ, cái đường mà gọi là hỗ trợ cho giá khỏi mà đi xuống đó, thì mọi người cứ lấy cái điểm thấp nhất của nó, lấy cái điểm thấp nhất nó kéo qua một đường như này đó, là mọi người sẽ biết rằng cái hỗ trợ của United Airlines là giá khoảng 43, là cứ xuống giá 43 này. Đây là ha, mọi người thấy không? Đây là cái bottom rồi, đây là cái bottom thứ nhất nè, rồi cái bottom thứ hai nè, rồi cái bottom thứ ba nè, mọi người thấy không? Nó tới cái vùng hỗ trợ này á là nó sẽ được đi lên. Tại sao đi lên? Tại vì khi mà cái giá đi xuống vậy á là có nhiều nhiều người mua, họ đang set mua tại cái giá này rất là nhiều, họ đang chờ xuống cái vùng này để họ mua. Thì khi mà xuống cái vùng này thì nó sẽ fill, và fill này bắt đầu nó sẽ đẩy lên lại, sẽ đẩy lên lại thì giá nó sẽ đi lên. Thì giờ mọi người phải vẽ thêm một cái đường kháng cự là từ cái điểm cao nhất này, từ đây mình kéo qua tới đây, mình kéo qua đường kháng cự. Thì cái ngày ngày 1 tháng 10 đó là nó đã chạy qua, nó đã phá đường kháng cự, nó break out cái vùng kháng cự đi lên, đi lên xong nó đi xuống, thì tiếp tục với mình kéo thẳng qua tới đây luôn đó. Thì tiếp tục cái ngày ngày hôm nay hôm thứ sáu với lộn sorry ngày hôm thứ sáu thì nó chạy lên trên cái vùng kháng cự luôn đó, nó chạy lên trên cái vùng 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 kháng cự của nó thì đi lên.
thì cách mà vẽ trend line á, và vùng resistance á, nó rất là quan trọng. Cái này nó quan trọng hơn, trong nó quan trọng hơn là cái candle, cái mẫu candle. À, mẫu candle chỉ là cách để mình nhìn thôi, còn mà để trade hay để mua á, thì mọi người để ý cái vẽ cái vùng resistance, cái vùng kháng cự và cái vùng hỗ trợ của nó để mình biết. Cái này nó quan trọng lắm, thì khi mà mình phải cộng nhiều cái lại để mình biết được á, thì nó sẽ là an toàn cho mọi người. Thì đó là mình đó đó là cái vùng kháng cự và cái vùng hỗ trợ. Đó. Thì không biết tới đây là có anh chị nào còn thắc mắc gì nữa không? Anh chị còn thắc mắc nào cách mà vẽ trên line hay là vẽ đường kháng cự hay là vẽ đường hỗ trợ không? Đó, mình vẽ lại thêm một đường đây nè, nó đi thẳng là tới đây. Mình tiếp tục mình vẽ thêm một đường nữa tới đây. Nếu mà anh chị nào mà để ý là mình vẽ cái đường này nha, vẽ cái đường ray mà cái candle của cái mẹ đó nó dâng ra khỏi cái mà các anh chị muốn vẽ, các anh chị mà đang vẽ như thế này là nó đang có dấu hiệu đi xuống, mà đang có dấu hiệu đi xuống thì tiếp tục anh chị phải vẽ tiếp thế này, kéo xuống một đường thế này. Đó. Kéo xuống đường thế này là chi, là để mặc định, mình mặc định cho họ là cái giá này sẽ đi xuống. À, nếu mà chạy ra khỏi cái đường này là bắt đầu mình mua, và tức có nghĩa là giá nó đang quay đầu đi lên lại thì mình mua. Thì giống như cái vấn đề ở đây mọi người thấy không, đó, ngay chỗ này đó nó chạy ra này thì giá nó đi lên, đó, chỗ này cũng vậy nè, đó, thì giá nó chạy ra đây, ra khỏi đây, ra khỏi cái chỗ này thì giá đi lên. Thì cái này nó rất là đơn giản, nó đơn giản cho những anh chị nào mà mới bắt đầu chơi thôi, mới bắt đầu trade stock thôi. Thì cái này là cách mà nó hiệu quả để cho mọi người dễ theo dõi, và mọi người có thể vẽ một con đường là để mình biết được rằng khi nào là mình nên mua và khi nào mình nên bán. Đó. Còn trong những cái trường hợp ví dụ như là anh chị thấy nó vẽ một con đường, ví dụ mình vẽ một con đường dài đi ha, vẽ từ đây lên tới đây, mà hôm đó mà vào kiểm tra mua á, và chúng ta mua mà thấy cái candle này nó chạy lên tới đây rồi nè, thay vì mà nó ở dưới đây á, ở dưới đây đúng không, mà nó chạy lên tới đây, thì mọi người khuyên anh chị đừng nên mua, tại vì nó đã chạy quá xa cái vùng này rồi, nó cũng cũng không có an toàn đó. Nên mình không nên mua, là hạn chế đi, mình mua vào sợ trường hợp nó đi xuống thôi. Nếu anh chị nào dính đỉnh thì vẽ để lót sơn để bù để nhanh hơn, đúng rồi, đúng. Rồi anh chị nào thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì trên cái những cái mà mình có trao đổi hồi nãy giờ không? Đó thì cái chính chính cái slide mà mình có nói ngày hôm nay để trao đổi cho các anh chị. Thì nó cũng là một cái căn bản thôi, một cái căn bản. Và từ cái căn bản này á, các anh chị có thể tìm hiểu thêm lần lần ra, thì các anh chị sẽ biết được cách mà để mình mua bán nó an toàn và không có bị gọi là đu đỉnh. Nhớ 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 mọi người nhớ là cái OSI này, OSI này, MACD nè, rồi được EMA nè. Thì nãy mình có nói gì cơ bản gì những cái vấn đề đó, mình chỉ nói cơ bản sơ qua rồi, rồi từ cái đó, từ cái cơ bản đó, từ những cách mà mình nói đó, anh chị có thể tìm hiểu thêm. Và sau nhiều lần mà tìm hiểu và trade á, giao dịch á, thì anh chị sẽ có được cái kinh nghiệm cho cái bản thân mình để mình trade an toàn hơn. Cũng như lúc xưa như mình thôi, mình không có biết gì mấy cái này mà cũng ai chỉ mình hết, mình chỉ có lên mạng mình học từ từ, rồi lúc đó mình mới biết được, rồi sau đó mình mới phát triển riêng cái phần mềm cho bản thân, rồi mình trade thôi. Thì ngày hôm nay mình biết được đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái mức độ cơ bản thôi.
Anh có anh chị nào có thắc mắc gì nữa không? Chỉ dùng để phân tích, đúng rồi, phần mềm chỉ dùng để phân tích à, đúng rồi. À, mình nhớ là có một cái mã nào ta, mã này là rất là rõ ràng và dễ nhìn để mình coi, dễ nhìn, mình dễ tìm được cái vùng trợ đây không ạ. À, đây crypto à, đại khái crypto đừng coi crypto này. Đây thì mọi người phải vẽ cái này đây, nó cũng giống như là cái like nãy đó à, cái đường thẳng thế này đây, đây đây đó giờ. Rồi tiếp tục là cái đường đây, đây. Thì nó vượt qua cái vùng resistance này thì nó đi lên, xuống như hỗ trợ thì xuống như vùng mà mua thì nó sẽ bay lên lại. Đó. Max sử dụng EMA bao nhiêu để trend? À, thì mình sử dụng EMA 20, 50 à, và 100. Cái đó là cái cơ bản thôi build. Tại vì cái phần mềm, tại vì mình build cái phần mềm của mình á, là đằng sau của cái phần mềm của mình nó tới hơn hơn 12 cái thuật toán và còn cỡ 400 cái điều kiện, nên hầu như á, là mình sử dụng những cái điều kiện mình build ở đằng sau nhiều hơn là mình sử dụng những cái việc mà mình vẽ bằng cách thủ công thế này. Thì đây nè, bây giờ mình đọc lên cái phần mềm của mình cho mọi người xem nè. Đó, đó cái phần mềm của mình xài. Đây đây nó hiện ở cái vùng support chấm chấm như đây là cái vùng support nè. Đó, support. Cái vùng ở trên này, cái vùng ở trên là vùng kháng cự nè. Đó. Thì đằng sau nó mình build rất là nhiều đằng sau đó để nó chạy. Tại vì thật ra mọi người có một cái cách mà để giao dịch. Ví dụ như là những anh chị nào á, thường thường mà sử dụng cái nhiều cái indicator MACD, RSI, stochastic hay là momentum gì đó thì họ cũng có cách của họ và họ sử dụng một cách mà vẽ theo cái mô hình chart để họ trade. Còn của Maxion đó thì Maxion sử dụng cái phần mềm để họ cái phần mềm nó tự vẽ và nó tự show lên cho trên cái màn hình trên cái chart cho Maxion coi luôn, thì nó sẽ tiện hơn cái vấn đề đó. Thì để mà nói về cái mô hình mẫu hình đó thì vào ngày chủ nhật sắp tới là ngày mai thì Action sẽ có những cái chín cái soạn cỡ 7-80 slide nữa để nói chuyên sâu về những cái mẫu hình trong cái mẫu hình để trading. Đây, để Action coi. Đây à, lại coi này. Để xem là thứ sáu đây. Đây thì mình có chia ra hôm chủ nhật thì mình sẽ giới thiệu về các mẫu mô hình này, các mẫu trong cái chart này. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ về cách mà mua bán, cách set stop loss như thế nào, và cái cuối cùng là mình sẽ nói về cái hướng dẫn để cái kinh nghiệm thôi. Cái này là cái kinh nghiệm chia sẻ của bản thân dựa trên cái điều kiện nào để khuyên mọi người không nên mua để tránh trường hợp lỗ đỉnh, thì mọi người sẽ có một cái buổi nói ngày mai và một buổi họp ngày mai. Thì sau một tiếng thì mình cũng có giải thích sơ về những cái mẫu mà mình nói, những cái tín hiệu mà mình nói, những cái điều kiện mà mình có trao đổi trên, thì đó là một một trong những cái cơ bản thôi.
là anh chị nào có thắc mắc gì nữa không? Anh chị nào có thắc mắc trong cái việc cài cái OSI, cài mát đi hay là cài volume hay là cài email? Phần mềm của Maxim có subscription để mọi người mua không? Cái phần mềm này mình không có bán ra ngoài bạn ơi. Không biết anh hay chị không biết. Mình không có bán ra ngoài, là mình để cho trong cái group của mình xài thôi. Với lại mình sẽ cho signal cho mọi người thôi, chứ mình không có bán ra ngoài. Ok, vậy là xem như là cái ngày hôm nay mình có trao đổi những cái cơ bản để cho mọi người coi. Thì mọi người không còn thắc mắc nào nữa đúng không? Không có thắc mắc gì trong cái việc mà cài đặt. Mình cũng cũng trong group của Maxim cho mình dùng được không? Group đó hả? Group này thì mình, cái group ở đây là group personal group chứ không phải là group public trên Facebook nha bạn. Cái này là personal trong cái private. Chẳng hạn như là mấy cái moderator thì mình để cho họ xài, ví dụ trong group mình có 4 5 người moderator thì mình xài, chứ mình không có để trên cái khi vẽ trên line thì dựa vào điểm nào để bắt đầu vẽ. Ok, khi dựa vào trên line, vẽ trên line thì mình sẽ bắt đầu vào cái đỉnh và cái đáy của một cái mẻ đó. Ví dụ như là cái mẻ United Airlines đi, mình xem là okay, mình nói lại cái này để cho bạn coi dễ hiểu nè, dễ hiểu nha. Mình tắt cái volume này để cho vẽ dễ hơn nè. Ok thì ok mình sẽ trả lời cho bạn hero bánh xèo nè ha, bánh gì, bé heo, sorry, bé heo xin trò, tên hay quá, sorry, mình cứ đỡ được bánh bèo, bánh xèo bèo, sorry, bé heo xin tròn. Ok, thì trước khi mình vẽ cái trend line thì mình thấy em thấy cái này đâu, thấy thấy cái này không, mình thấy cái đỉnh cái đáy này đúng không, cái bottom này ha. Rồi em vẽ một cái trend line thì nó đã có rồi, nó có bottom. Bây giờ trước khi em vẽ em kéo qua một đường này đó, kéo qua một đường thì em thấy ba cái đáy liên tục không, gọi là ba đáy nó xuống tới đây là nó đi lên. Đó, thì lần thứ nhất nó đi lên, lần thứ hai đi lên, thì lần thứ ba mà mình vẽ thì coi nó có đi lên nữa không. Nếu mà trường hợp nó xuống đây thì nó búng lên lại một candle xanh thì chứng tỏ cái vùng mà dưới bottom của United Airlines này, cái mã United Airlines này là 42, đây là bottom, nên nó sẽ đi lên lên đây. Đó là cái vùng mà gọi là hỗ trợ ha. Còn cái vùng mà resistance đi, vùng resistance là đây, resistance là đây, đây là cái vùng resistance đây, đó mình vẽ đây, vùng kháng cự, cái vùng kháng cự thì nó sẽ, nếu mà nó vượt qua đây á thì nó đi lên. Mà cái này á mình phải nói là cái này nó hơi bị xa lắm, thì mình thường thường mình hay vẽ gần, mình hay vẽ gần trong cái giai đoạn gần thì mình hay vẽ đây, từ đây qua tới đây là cái đỉnh, cái đỉnh của nó đợt trước này, ở đây thì nó đang là break out cái đỉnh, cái vùng mà resistance. Thì cái chỗ này thì mọi người cũng đang cẩn thận nè, nó đang nằm ở trên cái vùng gọi là quá bán. Khi mình kiểm tra dưới dưới RSI á, thì nó đang là vùng quá bán tại vì nó trên 70 đúng không. Nhưng mà đối với lại cái signal mà của MACD á thì nó mới đang cross, có nó mới đang 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 cross up, mới có ba candle thôi, ba candle thôi đó. Thì hỏi mọi người có hỏi mình á, cái chỗ này có nên mua hay nên bán, thì đối với bản thân mình nó kinh nghiệm á, là mình không khuyên mọi người mua chỗ này tại vì nó đã đi hết 3 ngày rồi. Thì nếu mà có vào nữa thì hỏi con stock này có đi lên không, thì mình sẽ trả lời là có đi lên chứ không phải là không. Và cái đi lên của nó như là đi xuống của nó là đang ở gọi là 50 50 thôi, nó rất là nguy hiểm nên để phải vào, mà mình cũng không có nên gọi là chơi thêm mạo hiểm như vậy. Thì tại sao mình không mua ở dưới đây, mình mua khi mà nó mới bắt đầu đi lên thì mình mua, rồi để cho đi lên rồi mình sẽ
sẽ có profit ngon hơn. Còn nếu mình mua thì phải đợi đi, mà đợi nó ba bát về một nhịp đi, nó bát test về một nhịp đi, bát test về cái vùng đây, mình kéo cái đường này, bát test về vùng này, mình kéo từ cái đỉnh đây này, cái vùng này, mình thay cái đỉnh này, nó chạy lên đây, nó về lên đây, nếu nó xuống đây rồi nếu mà nó có một cái signal mà nó chống đi lên nữa, thì nó bạn có thể nên mua được, là nó về an toàn, nên mua. Còn bây giờ thì không cần phải nên mua, tại vì mình có nhiều mã mà. Mình có nhiều mã, mình đâu phải nhất thiết là mình phải cứ theo một cái mã nào mà mình cảm thấy mình thích, cái mã nào mà cảm thấy an toàn cho cái portfolio của mình thì mình mua, còn nào mà không an toàn thì mình cứ bỏ qua, lựa cái mã khác, tại vì nhiều mã mà. Chỉ cách scan stop như thế nào? Cái mà cách mà scan stop á, thì ngày mai bạn nhé, ngày mai mình sẽ nói về cái đó. Còn hôm nay thì là chỉ về cơ bản về mấy cái tool thôi, RSI, MACD hay và EMA, rồi trendline, rồi cái vùng support và vùng hỗ trợ, thì mình chỉ nói cơ bản về những cái đó thôi. Còn tại vì đằng sau của những cái này nó rất là nhiều cái để nói, và nói một lần thì không thể nào mà nói hết được, tại vì cái này nó phải tìm hiểu rất là nhiều, và mỗi bản thân mình phải tìm hiểu về nó để mình phải hiểu nó, để một cách mình trade nữa. Nên Maxon hồi xưa Maxon phải tốn rất là nhiều cái thời gian để mà mình tìm hiểu như cái này, thì hồi xưa cũng giống như mọi người thôi, chơi thì thua cũng rất là nhiều. Thì sau cái thua đó thì mới học được những cái bài học, nên hiểu ra được cái vấn đề, nên từ đó mình mới muốn chia sẻ cho các anh chị. Tại vì những cái này nó đơn giản lắm, mình không có cần phải để mà tốn phí học, những mình không phải để tốn phí để trả tiền những cái cơ bản như thế này. Mình đối với bản thân mình thì mình thấy nó không có đáng, nên đó là lý do tại sao mình dùng thời gian cỡ 2 tiếng trong cuối ngày, thì thứ bảy và chủ nhật, để mình có thể chia sẻ cho các anh chị. Chứ thật ra những cái vấn đề mà training thế này, tụi Mỹ họ nó chạc mắt lắm, nó chạc ít nhất là phải là 1.000, mà nó đi nó chỉ dẫn cho mọi người chi tiết nhiều hơn, rồi sau đó sau cái chỉ dẫn đó thì mọi người cũng phải về học lại, rồi phải giao dịch, rồi tìm hiểu mọi thứ, rồi đó mới có kinh nghiệm. Không biết anh chị nào còn câu hỏi nữa nào nữa không ạ? Mở cái mic lên cho nghe cho dễ, cho nhanh luôn, trả lời cho nhanh. Ok, nếu mà có một message mới vào đây, cảm ơn Maxon, mình hết câu hỏi rồi. Ok rồi, cảm ơn bạn. Có gì thì mình cứ chủ yếu mình có những cơ bản thôi, mình có những cái căn bản về cái đường vẽ hoặc là cái signal á, mình thì khó mình học thêm, rồi mình cứ mày mò mình tìm hiểu ra tại sao nó phải là như vậy, tại sao nó phải đi lên và tại sao nó phải đi xuống, và mình phải nên tìm hiểu rồi những cái đường này nó có mục đích gì. Thì cũng như cơ bản là mình nói là khi nó đã đi lên, nó crush up thì đi lên, thì giá đi lên, và crush down thì giá nó đi xuống. Ok, không có gì Winter, mọi người cứ thực hành cách đó hồi thôi, là về cơ bản, mà nó cơ bản thì là mọi người sẽ trade một cách an toàn nhất. Đừng có đu đỉnh, tại vì thật ra mình cũng không có muốn mọi người phải đu đỉnh nhiều. Hồi xưa mình đu đỉnh nhiều quá, mình ớn rồi, mình hiểu được rồi, mình sợ quá.
Còn nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì mình sẽ quay lại mình kiểm tra cái mã mã mà hồi nãy có một bạn nào đó hỏi mình, hỏi mình để mình kiểm tra lại coi. Men đổ, ok, nếu mà xong cái này thì mình sẽ kiểm tra cái mã cho bạn men đổ ha. Ok, loại cái con mạch của mình lên. Rồi. Đi. Ok, mã này. Theo mình thấy cái mã này á, thì nó cũng đang gần kết thúc cái chu kỳ mà bearish rồi, thì bạn cứ giữ đi, nó mình cảm thấy nó ok, nó không còn 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 rớt xuống nhiều nữa đâu, cảm thấy nó ổn á, nó gần kết thúc cái chu kỳ bearish rồi. Với lại cái mã SU U mã này đúng không? Cái mã này thì nó là nguy hiểm hơn cái mã hồi nãy, thì nó đang có downtrend nè, người tháng từ đây đang downtrend xuống nè, nó đang hiện tại nó là break out cái vùng support luôn, vùng support nó là đây, thì cái phần mềm mà nó báo là cái vùng support đây nó break out là hai vùng nè, vùng thứ nhất là 18 nè, vùng thứ hai là 17 nè, 17 thì tám vùng dưới đây. Đó. Ok, vậy thì cái buổi hôm nay thì cũng như là xong rồi thì mình sẽ tạm dừng ngày hôm nay nhé. Thì còn mọi người có thắc mắc gì á thì cứ comment trong cái trên cái group, mình sẽ trả lời thêm. Và ngày mai sẽ còn một cái buổi nữa nói về cái vẽ mà vẽ cái mẫu hình trạc, cái mẫu hình mà thường thường mọi người nên áp dụng, cái đó nó quan trọng đối với mình, đã coi nó quan trọng lắm. Nên cái buổi ngày mai là cái buổi quan trọng, là vì cái đó nó chính nên mình để dành thời gian ngày mai nhiều hơn, nó liên quan tới cái kinh nghiệm và cái chia sẻ. Xem giúp em là con gì, con vít không? Khoan, có một con gì? Thôi đây, vít vít ok, vít này thì nó đang có dấu hiệu đi xuống bạn nha, nó nguy hiểm nè, nó đang có dấu hiệu đi xuống rồi, mình phải cẩn thận, nó đang break down cái vùng support luôn rồi. Vùng support của nó là ngay đây nè, cái vùng là 4.96 nè, nó đang break out luôn, thì cái cơ hội nó đi xuống, cái tỷ lệ nó đi xuống nhiều hơn là cái tỷ lệ đi lên. Và chuẩn bị cái ngày earning của nó nè, earning cái ngày earning thì cái ngày mà khó có thể nói được lắm. Cái ngày earning thì một có là nó đi lên rất là nhiều, nó bay lên 7 đô hoặc là 8 đô đại khái là vậy, cũng có thể là nó đi xuống, nhưng mình tới thời điểm hiện tại này á thì nó đang là break out. Break out của bộ support SNDL. SNDL thì nó cũng đang đi xuống mà nha, nó cũng giống y chang như là cái con wish nè. Hai con của bạn sẽ thấy nó nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nó đang đi sideways down. Ok, vậy thì nếu mà không có thắc mắc gì nữa thì mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay nhé, cái buổi học ngày hôm nay trên Zoom. Thì tối rồi, chúc mọi người cái buổi tối tốt đẹp. Ok, không có gì hết. Hẹn gặp mọi người ngày mai. Nếu mà có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé, mình sẽ trả lời. Rồi, xin chào mọi người.